Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình có một cái loa thông minh của Sony. Sony LF-S50G các bạn. Thì đây là một cái loa Google Home, nó tích hợp Google Home để các bạn có thể ra lệnh cho nó. Ví dụ như là Hey Google, play some music. Play some music on Spotify. Hey Google, stop. Đó. Tại vì mình sợ dính bản quyền á, nên là mình kêu nó stop luôn. Nhưng mà nó sẽ play một cái bài hát nào đó ngẫu nhiên trên Spotify. Dựa theo cái tài khoản Spotify của bạn á, thì bạn thường nghe nhạc gì á, thì Spotify nó sẽ gợi ý cho bạn cái đó. Thì sẵn đây mình, lát nữa mình sẽ chia sẻ cái cách mà add cái Spotify để mà sử dụng với cái loa Google Home này. Thì nó cũng đơn giản lắm, có một hai bước thôi. Rồi thì sau cũng mình xài cái loa này cũng khá là lâu rồi, cũng 6-7 tháng rồi các bạn. Thì mình xin chia sẻ một số cái ưu và nhược điểm. Thì thứ nhất là cái ưu điểm đi, thì đó là cái về giá các bạn. Giá của con này nó còn tầm 1,2 triệu thôi. Thì nó chắc gấp đôi con Google Home Mini. Thì nhưng mà đổi lại là các bạn có được cái chất âm nó hay hơn nè, tại vì cái loa nó lớn hơn, cái Google Home Mini thì có xíu gì thôi các bạn, còn cái này thì to hơn gấp đôi, thậm chí gấp ba chứ. Thì cái tiếng bass của nó thì cũng mạnh hơn con kia nữa. Rồi với lại nó có thêm cái đồng hồ hiển thị đây nè các bạn, thì các bạn nhìn đây ban đêm á, các bạn có thể nhìn đây coi đồng hồ, để trong phòng coi đồng hồ rất là tiện. Rồi thứ tư nữa là nó khá là đẹp, thì nó thiết kế giống cái Google, cái Apple HomePod đó các bạn, nên là nhìn cũng khá là đẹp, để trong phòng trang trí ok. Ở trên thì nó có logo Sony nè. Rồi ở cái phần này là cái phần điều khiển cử chỉ của nó. Rồi bên dưới thì nó có cái nút mà tắt mở micro nè, rồi một cái nút Bluetooth. Các bạn có thể sử dụng Bluetooth để các bạn pairing với một số cái điện thoại hoặc là cái máy tính bảng của mình để mình play nhạc trực tiếp, thì mình có thể sử dụng nó như một cái loa Bluetooth bình thường. Rồi cái phần tiếp theo mình sẽ nói về cái nhược điểm của nó. Thì con này á, nó cũng có rất là nhiều nhược điểm các bạn. Thì thứ nhất á, là cái phần mà cảm biến cử chỉ này của nó nè, thì Sony họ làm chưa ngon. Đây nó mình quơ rất là nhiều, nó cũng nhận không có đúng. South Knot Avenue, California, USA is 13,171. Hey Google, stop. Thì đó, mình chỉ quơ qua vậy thôi. Thì quơ thì chủ yếu là như thế này á, là play nhạc, còn như thế này là nét bài. Nhưng mà mình nét bài mình play nhạc thì nó cũng nó play đó các bạn. Đó, nó stop. Thì lúc nó nhận ok, lúc nó không. Rồi đây là tăng giảm âm lượng nè các bạn. Đây. Vậy hay dùng cử chỉ để tăng giảm âm lượng. Đó. Rồi nó không có nhạy lắm các bạn, lúc nó nhận lúc nó không, lúc nó ok, lúc nó cũng mình cũng bực mình ở cái tính năng đó, nên là mình toàn là ra lệnh cho nó thôi. Ví dụ như giờ mình thử ra lệnh của nó tăng giảm volume nè. Hey Google, set the volume to 40%. Đó, nó chỉnh volume lên 40% các bạn. Hey Google, set the volume to 20%. Đó. Thì thường mình sử dụng như vậy cho nó nhanh, đỡ phải quay quay tới, chạy tới quay tới quay lui mà nhiều khi nó không nhạy nữa. Rồi, thứ nhất là cái cử chỉ này không ok nè. Rồi thứ hai là cái loa. Cái loa của nó tiếng bass cũng không ok lắm các bạn, tiếng bass cũng hơi dở. Sony mà lại làm cái loa này tiếng bass nó hơi dở. Chép và mid thì cũng được thôi. Nói chung là các bạn nghe sẽ hay hơn Google Home, nhưng mà nó không có hay quá đâu. Giờ gọi là hay thôi, đừng hay quá đó. Rồi thì thiết kế thì mình thấy là đẹp đó. Đó. Stop. Thì mình cái cử chỉ nó kỳ lắm, nên mình dở cái loa lên, nó chạm, nó nhận cái cọng dây này là như là cái tai của mình, nó tự play nhạc luôn.
thì do là mình sợ dính bản quyền nên là mình sẽ stop nó. Rồi đầu tiên nếu mà các bạn muốn sử dụng nó với cái app Spotify của mình đó, thì trước hết là các bạn phải có cái app Google Home. Thì cái Google Home là bắt buộc phải có. Lúc mà các bạn muốn sử dụng cái loa này thì bắt buộc phải kết nối Google Home. Mình sạch Google Home. Nó thì cái app Google Home nó hình cái nhà này các bạn. Nó thì mình do mình cài rồi. Ok, thì sau khi vô Google Home á, lần đầu tiên mình set up cái loa này á, thì mình thêm thiết bị các bạn. Thì nó cũng đơn giản thôi, mình cứ làm theo các bước của nó thôi. Thêm thiết bị là nếu mà vô hồi trước mình lần đầu mình thêm thiết bị á, thì nó cập nhật firmware. Nhưng mà trong 6 tháng gần đây á, thì mình không có thấy cập nhật firmware gì hết. Thì mình thấy là Sony nhưng họ cũng lười cập nhật firmware. Nó không phải như đồ của Xiaomi đâu, Xiaomi á, họ cập nhật liên tục. Đó. Thì sau khi các bạn ép nó vô xong rồi á, thì đây, không biết là lấy nét được không? Đó, đây các bạn. Thì đây, nó có cái Sony Smart Speaker đây. Thì trên này các bạn có thể tăng giảm âm lượng, điều chỉnh được play, pause, rồi nét bài, được các kiểu. Ở đây, bạn có thể cho nó vô hát ở giữa của bài hát vẫn được. Rồi các bạn stop nó. Rồi. Thì cái mà muốn ép Spotify vô á, thì các bạn phải vô cái phần đây. Thì các bạn muốn ép Spotify vô á, thì các bạn phải vô cái phần assistant setting này các bạn. Rồi các bạn vô cái phần assistant service chứ. Phần service thì nó có cái mục music này các bạn. Đó, thì các bạn link cái account Spotify của mình vô. Đó, các bạn sau khi các bạn nhập account Spotify vô thì nó sẽ link với Spotify. Còn nếu mà với YouTube á, thì các bạn buộc phải có cái Chromecast hay là những cái TV hỗ trợ Google Home á, thì các bạn mới add YouTube vô nó mới play được bài hát. Còn nếu mà bây giờ ở đây là mình chọn YouTube á, thì nó vẫn cho chọn nha các bạn. Nhưng mà nếu mà mình muốn nó play một bài hát nào trên YouTube á, thì nó không có play được. Nó báo là mình không có cái thiết bị nào đó nào để play. Tại vì con này bản chất của nó không có thể stream nhạc trực tiếp từ YouTube được. Nó không có play, nó không có cái chức năng đó. Để mình thử cho các bạn xem nha. Giờ mình đã chọn qua YouTube rồi nè. Mình kêu nó play một bài hát nào đó thử. Hey Google, play some music on YouTube. To play YouTube, you'll need a Chromecast or Cast enabled TV linked to your account. Đó, thì nó báo là bạn phải có Chromecast để mà bạn link với cái account của bạn thì bạn mới play được. Đó. Còn với Spotify nè, giờ mình chọn qua Spotify nè. Hey Google, play some music on Spotify. All right, music on Spotify. Here you go. Hey Google, stop. Tại play nhiều là sẽ bị dính bản quyền nhạc các bạn. Với Spotify á, thì các bạn nếu mà bản free á, thì các bạn cũng có thể gọi cái câu play some music là nó tự nó hát những cái bài hát nào nó muốn thôi. Tức là những cái bài hát mà các bạn nghe theo kiểu free á. Còn á, nếu mà các bạn muốn gọi đặc thù một ca sĩ nào đó hoặc là tên một bài hát nào đó thì cái bản free nó không làm được các bạn. Các bạn phải có Spotify Premium thì các bạn mới có thể sử dụng được. Đó, thì mình là mình sử dụng Spotify Premium. Đó, không biết coi Premium đâu, nhưng mà tóm lại là phải có Premium. Còn ấy thì nó sẽ báo là nó không thể play cái bài hát đó được bởi vì cái Spotify của bạn là cái bản free. Đó. Rồi thì một số cái câu lệnh với Spotify á, thì mình cũng muốn chia sẻ với bạn luôn. Tại vì nhiều người mất công tìm hiểu sẵn coi cái video clip này thì có thể sử dụng luôn. Hey Google, play some music from Adele. Playing Adele on Spotify. Đó, nó sẽ play những cái bài hát của Adele nha các bạn. Hey Google, stop.
Rồi, thì các bạn có thể gọi bất cứ ca sĩ nào cũng được. Các bạn không có cần phát âm chuẩn lắm đâu, tại vì Google nó giờ này nó thông minh lắm, mình nói tiếng Anh của người Việt thôi vẫn được. Rồi thì ngoài ra thì nó đang play, thì các bạn hey Google, play some music. Alright, music on Spotify. Here you go. Hey Google, next song. Hey Google, pause. Đó, thì mình vừa thử nét bài đó các bạn, với lại mình dừng nhạc. Thì các bạn pause đó thì lát nữa các bạn hay Google Play thì nó play tiếp thôi. Some popular flight destinations from Ho Chi Minh City include Hanoi and Da Nang. Hey Google. Where are you looking to go? Stop. Okay, no problem. Thì cái đó là do tại vì lúc mình nói tiếng Việt á thì nó nghe giống như là mình muốn nó đọc tin tức vậy đó. Cái này cũng khá là hay, là buổi sáng á, các bạn có thể kêu nó đọc tin tức cho các bạn nghe. À, tại vì do mình sử dụng tiếng Anh á nên là nó đọc tin tức tiếng Anh thôi. Thì nghe cũng ok đó các bạn, nghe cũng khá là ok. Tin thế giới rồi những cái báo mới, New York Times nữa, thì nó đọc cho mình nghe cũng ok lắm. Rồi thì đó. Thì đó là cái những chia sẻ của mình về cái loa LFS50G. Thì mình sẽ để cái link mua ở bên dưới cho các bạn nào muốn mua cái này. Thì hiện tại trên Shopee là bán giá ok nhất các bạn. Thì các bạn không cần mua hàng mới đâu, mua hàng khui hộp rồi, khui hộp rồi thôi chứ chưa sử dụng, nó mới tin à đó. Thì cái này mình cũng mua hàng khui hộp rồi nè các bạn, rất là mới luôn, giống như là mới 100% vậy đó. Chẳng qua là họ khui hộp để họ mang về hay sao đó mình không biết, nhưng mà mới lắm. Thì con này là các bạn dặn cái này, dặn cái trên này các bạn gỡ cái lưới ra được, giống như Apple HomePod vậy đó, cũng giống giống vậy. Rồi thì ở trên này nó có hai cái micro, nhưng mà hai micro này mình thấy nó không được nhạy lắm, ok thôi cũng được thôi, tạm thôi, không có bằng con Google Home các bạn. Rồi thì chắc là vậy thôi. Rồi mình đây cái adapter của nó các bạn, adapter cũng khá là xịn, Sony làm khá là xịn sò. Ở đây là 15V 2.5A. Thì những cái loa Google Home á thường là các bạn cắm suốt ngày đi, nên là Sony họ làm cái adapter cũng khá là chất lượng. Nói chung là một cái deal này nó cũng hợp lý hơn là các bạn mua một con Google Home mà kiểu dạng mini. Thì bạn có thể mua hai con đặt ở hai phòng, nhưng mà cái chất lượng âm thanh nó cũng không có bằng con này. Với lại về cái mặt mà thẩm mỹ á thì mình thấy con này ok hơn. Đây, mình cắm vô lại, mình cắm điện vô lại. Thì mình cắm vô thì nó khởi động lên các bạn. Thì nó có cái đồng hồ ở đây. Đó, nó đang khởi động, nó có hai mắt nè. Thì hình khá là ok đó. Lúc mà nó update á thì nó như là nó hiện chữ U, nhìn cũng khá là đẹp. Rồi buổi tối á, mình thấy buổi tối rất là tiện lợi, với con này mình có thể xem giờ được, ok lắm. Đó, nó khởi động xong rồi các bạn, nó có tiếng. Đó. Thì cái độ sáng của cái đèn này các bạn có thể chỉnh được trong cái app Google Home của mình. Ok, mình kết thúc video nha các bạn. Thì hy vọng là cái video clip này của mình sẽ hữu ích cho những bạn nào mà đang cần tìm mua loa Google Home. Ok, tạm biệt các bạn.